Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, cũng như toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và trong cái cảnh quay ngắn đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc âm ly của hãng Danone PMA 2045 mã. Máy đang được chào bán tại Nhật với mức giá là 77.000 yên và đang được bảo hành 3 tháng tại Nhật. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 19 triệu 800. 19 triệu 800 là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Âm ly có trở kháng là từ 4 đến 16 ôm. Và khi quý vị và các bạn chơi hai cầu một lúc thì trở kháng của âm ly sẽ là từ 8 đến 16 ôm. Và với mức giá là 19 triệu 800 là em sẽ bao ship đường bay. Và để nối tiếp chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một chiếc đồng hồ nữ. Thương hiệu của nó là Orient, một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và chiếc đồng hồ này nó là hàng automatic, máy sử dụng một động cơ là 21 chân kính. Và nó có 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Và có lịch ngày, lịch thứ ở cái hướng 3 giờ chiều. Và đây là cái thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ Orient, hàng của nữ. Mặt màu xanh dương, rất mới, rất đẹp. Đặc biệt là cái kiềng và cái niềng của đồng hồ. Và tất cả hệ thống quay và khóa quay không hề có một vết xước răm mi. Và cái tem của đồng hồ thì người ta vẫn còn giữ được. Nói chung đây là một chiếc đồng hồ của nữ rất là mới và nó chỉ thiếu mỗi hộp giấy thôi. Em rất tiếc là gia chủ người ta không giữ được hộp giấy. Và chiếc đồng hồ của nữ này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 2 triệu 300. 2 triệu 300 là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một số những góc quay và em sẽ dùng một cái thước kẹp và em sẽ đo cái đường kính mặt của đồng hồ để quý vị và các bạn thấy được cái đường kính mặt của đồng hồ là bao nhiêu. Qua đó quý vị và các bạn sẽ có thêm những cái sự lựa chọn dành cho riêng mình. Máy rất mới, rất đẹp. Hàng automatic và máy sử dụng một động cơ là 21 chân kính. Máy chịu được nước ở độ sâu là 100 m. Và sau khi em đo đường kính mặt đồng hồ thì nó cho ra một đáp số là xấp xỉ 25,5 mm ạ. Và với mức giá là 2 triệu 300 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp lại màn hình, sau đó là gửi vào số Zalo của em ạ. Máy rất mới, rất đẹp. Và ngay sau đây thì em sẽ yêu cầu chị nhân viên bán hàng, chị đã đeo thử và em sẽ review qua một đoạn video để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và em xin thông báo lại là chiếc đồng hồ automatic của Oreo em bán về tận tay với mức giá là 2 triệu 300. 2 triệu 300 là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý anh chị và các bạn. 2 triệu 300 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Một chiếc đồng hồ Orient Automatic, máy sử dụng một động cơ 21 chân kính, rất mới, rất đẹp. Và để nối tiếp chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những chiếc đồng hồ cũng rất đẹp, hiệu Roan. Và thoạt nhìn thì quý vị và các bạn có thể thấy được là kiểu dáng thiết kế của nó rất là giống với lại Rolex. Và em sẽ review qua một lượt và sau đó là em sẽ đeo thử từng cái một và em sẽ báo giá trực tiếp trong video. Đầu tiên thì em sẽ review một chiếc đồng hồ Rayon được mạ vàng, rất mới, rất đẹp. Máy có 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây và có lịch ngày ở cái hướng 3 giờ chiều. Máy là máy điện tử, máy không phải là máy cơ quý vị nhé. Hàng điện tử và máy chịu được nước ở độ sâu là 100 m. Máy rất mới, rất đẹp, không hề có hiện tượng bị cháy xước. Và nếu như quý vị và các bạn nhận hàng, chúng ta kiểm tra nếu như có một vết xước răm mi, quý vị và các bạn xin vui lòng cứ trả lại hàng cho em và em sẽ banh lại tiền cho quý vị và các bạn. Một chiếc đồng hồ màu vàng và một chiếc đồng hồ có niềng vàng và đờ mi màu vàng. Và đây tất nhiên không phải là vàng thật rồi, người ta chỉ mạ vàng thôi. Và cái này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là nó rất đẹp. Và cái đồng hồ màu vàng thì em bán về tận tay với mức giá là 2 triệu 8. Cái em đang review là liềng màu vàng và đờ mi mạ vàng.
thì em bán về tận tay với mức giá là 2,6 triệu. Và nó có hai mức giá, hai model khác nhau thì em bán hai mức giá khác nhau để quý vị và các bạn có thêm những cái sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và ngay sau đây thì em sẽ dùng một cái thước kẹp chuyên dụng và em đo đường kính mặt. Và đường kính mặt của nó xấp xỉ 36,5mm. Và cái bên cạnh cũng là 36,5mm. Nói chung kích thước của nó thì rất là giống với Rolex, không khác Rolex một chút nào cả. Và ngay sau đây thì em sẽ vào tay thử. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là khung tay của em là khung tay to. Và em đeo thì rất cân đối, rất đẹp và nhìn rất là giống với Rolex. Và chiếc đồng này thì em bán về tận tay với mức giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp lại màn hình, sau đó là gửi vào số Zalo. Và cái nghiêng và đờ mi mạ vàng thì em bán về tận tay với mức giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu là em cũng sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những cái sản phẩm cũng rất đặc sắc của video. Đó là một chiếc ví cầm tay của nữ hiệu Louis Vuitton. Và ngay sau đây thì em sẽ review cận cảnh chiếc ví này. Và em sẽ cố gắng là báo giá trực tiếp trong video để quý vị và các bạn có mức giá tham khảo. Và đây là chiếc ví cầm tay của nữ và màu của nó là màu đỏ như quý vị và các bạn đang thấy trong video. Hàng của LV, Louis Vuitton. Và đây là hàng xài lướt và theo đánh giá của em thì ví vẫn còn rất là mới. Và tất cả những cái đường viền góc cạnh góc của ví thì em thấy được là nó không hề có hiện tượng bị chảy xước. Đặc biệt là tất cả những cái đường kim mũi chỉ nó vẫn còn rất mới, rất đẹp như quý vị và các bạn đang thấy em review. Và ngay cả cái cúc bấm khóa nó được làm bằng kim loại và mạ vàng, nó vẫn còn rất mới. Louis Vuitton, hàng của Made in Tây Ban Nha. Hàng được sản xuất tại Tây Ban Nha. Và bên trong thì nó có rất nhiều ngăn khác nhau để quý cô, quý chị đựng tiền và thẻ ngân hàng, rồi bằng lái xe, căn cước công dân, vân vân. Đặc biệt là nội thất bên trong cực kỳ mới. Quý vị và các bạn thấy trong video là cái nội thất bên trong của ví này còn rất mới, rất đẹp, không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng. Và chiếc ví cầm tay của nữ hiệu LV này, em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và bên trong thì nó có một cái ngăn khóa. Và quý vị và các bạn để ý là cái khóa và cái tay cầm kéo khóa nó vẫn còn rất mới. Không hề có hiện tượng bị reset, không hề có hiện tượng bị oxy hóa. Louis Vuitton Paris, Made in Tây Ban Nha. Và chiếc ví cầm tay của nữ màu đỏ này, em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp lại màn hình, sau đó là gửi vào số Zalo của em. Và em sẽ đến tiệm em lấy cho quý vị và các bạn. 8 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những chai Chivas 21. Và thông thường thì quý vị và các bạn có thể thấy được là những chai Chivas 21 ở Nhật cũng rất là ít bán. Và để gần Tết thì những chai Chivas này nó sẽ rất là hiếm và đặc biệt nó sẽ rất là mắc. Và trong cái tiệm này thì em thấy có hai chai, thì nhân tiện đây thì em cũng sẽ review qua để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng. Và cái mẫu chai Chivas 21 này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 3 triệu một chai. 3 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp lại màn hình, sau đó là gửi vào số Zalo của em. Và em sẽ đến tiệm em lấy cho quý vị và các bạn. Và những chai Chivas 21 này khi mà chúng em gửi về Việt Nam thì chúng em phải chịu một cái thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Và cho nên là giá thành của nó độn lên rất là nhiều. Và với mức giá là 3 triệu là em sẽ bao ship đường bay. Và trong video thì có rất nhiều những cái chai rượu mà em không kịp báo giá. Và nếu như quý vị và các bạn ưng được cái chai nào, xin vui lòng cứ chụp lại
hình ảnh và mức giá, sau đó là em sẽ báo giá trực tiếp về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Và đây là chai rượu rất nổi tiếng của hãng Cognac XO Hennessy đang được chào bán tại Nhật với mức giá khoảng gần 5 triệu tiền Việt tại Nhật. Một mức giá rất là cao cho một chai XO Hennessy. Và trong tiệm này thì em thấy có hai chai Chivas 21 là mức giá hợp lý nhất và em đã báo giá trực tiếp. Và để nối tiếp chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một số những cái thực phẩm chức năng. Và đây là một trong những cái thực phẩm chức năng mà trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều khách hàng yêu cầu em review. Và hôm nay thì em qua tiệm thuốc, em sẽ review qua một số mẫu mà em thấy nó rất là hữu dụng với đời sống nhân dân của chúng ta. Và cái thực phẩm chức năng đầu tiên mà em đang giới thiệu đó là một cái thực phẩm chức năng dùng trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh đau xương khớp, dùng cho người lớn tuổi hoặc trung tuổi. Đặc biệt là các bác nào bị đau xương khớp thì chúng ta dùng cái sản phẩm này, nó sẽ rất là hiệu quả. Hàng của Made in Gia Băng và một hộp của nó có 270 viên. Và một ngày chúng ta uống từ 2 đến 3 lần và một ngày chúng ta uống từ 4 đến 5 viên một ngày. Và cái thực phẩm chức năng này được sản xuất tại Nhật Bản như quý vị và các bạn đã thấy em review cái từ Made in Gia Băng. Và một hộp có 270 viên và mức giá người ta đang chào bán tại Nhật với mức giá khoảng gần 2 triệu. Và một xíu nữa thì em sẽ review cái mức giá mà người ta đang chào bán tại Nhật để quý vị và các bạn nắm được mức giá tại Nhật. Sau đó là quý vị và các bạn quy đổi ra tiền Việt. Và đây là cái hộp 270 viên. Mức giá người ta đang chào bán tại Nhật là 8.255 yên. Và hộp lớn nhất này thì em xin thông báo là em bán về tận tay với mức giá là 2.200.000. 2.200.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Một hộp có 270 viên và một ngày chúng ta uống từ 4 đến 5 viên. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là có rất nhiều có mức giá khác nhau tùy theo số lượng, trọng lượng của hộp đó là bao nhiêu viên. Và đây là cái hộp 270 viên và chúng ta uống trong vòng 45 ngày. Và với mức giá là 2.200.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn mua từ 2-3 hộp trở lên thì mức giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Quý vị và các bạn lấy lẻ một hộp thì em bán về tận tay với mức giá là 2.200.000. Và khi quý vị và các bạn lấy 2 hộp thì em bán về tận tay với mức giá là 2.000.000 một hộp. Và mức giá thì em đã công bố rõ ràng trong YouTube. Quý vị và các bạn chú ý lắng nghe hộ em. Và để nối tiếp chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái thực phẩm chức năng dùng cho việc đau mắt, mỏi mắt, đau cổ, đau vai gáy. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là đây là những cái thực phẩm chức năng rất nổi tiếng ở Nhật. Và một hộp này thì nó có, như quý vị và các bạn đang thấy trong video, một hộp nó có khoảng 105 viên. Và quý vị và các bạn có thể dùng vào việc hỗ trợ và điều trị bệnh mỏi mắt, đau cổ, vai gáy, vân vân. Và một hộp này thì quý vị và các bạn mua cũng rất là phải chăng thôi. Và một xíu nữa thì em sẽ review mức giá và em sẽ báo giá trực tiếp trong video để quý vị và các bạn có mức giá tham khảo. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là mức giá mà người ta đang chào bán tại Nhật là khoảng 5.445 yên, tương đương với khoảng gần 1 triệu tiền Việt tại Nhật. Và một hộp này thì em xin thông báo là em bán về tận tay với mức giá là 1.300.000. 1.300.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn lấy 2 hộp thì em bán về tận tay với mức giá là 1.200.000. Và khi quý vị và các bạn mua lẻ một hộp thì em bán về tận tay với mức giá là 1.300.000. Và mức giá em cũng đã công bố trong YouTube. Quý vị và các bạn xin lưu ý là quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm nào thì quý vị và các bạn cứ chụp lại màn hình, sau đó là gửi vào số Zalo cho em ạ. Và em sẽ báo giá trực tiếp về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm cũng rất là hữu dụng cho sức khỏe, đời sống của chúng ta. Đó là tinh bột nhân sâm của Hàn Quốc được sản xuất tại Nhật Bản. Và đây là cái tinh bột sâm của Hàn Quốc ạ. Quý vị và các bạn có thể thấy được là tinh bột sâm thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là nó sẽ bổ sung cái nội tiết tố cho nam. Và nó sẽ tăng cường cái hormone nam và nó sẽ làm cho chúng ta không bị mệt mỏi nữa. Đặc biệt là các bác mà có dấu hiệu mệt mỏi thì chúng ta lên bổ sung cái nội tiết tố nam này. Và nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta được sảng khoái hơn và tươi tỉnh hơn.
và đặc biệt là sức khỏe sẽ được cải thiện rất là nhiều. Và quý vị và các bạn có thể thấy tinh bột nhân sâm thì nó rất là tốt cho sức khỏe rồi, và có lẽ em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Và một hộp này thì nó có 120 viên, và một ngày thì chúng ta sẽ uống khoảng 4 đến 5 viên một ngày, và một ngày thì chúng ta uống từ 2 đến 3 lần. Và quý vị và các bạn có thể thấy được mức giá người ta đang chào bán tại Nhật là khoảng 500 ngàn một hộp. Và một hộp như thế này thì em bán về tận tay với mức giá là 750 ngàn. 750 ngàn là quý vị và các bạn lấy lẻ một hộp. Và nếu như quý vị và các bạn lấy càng nhiều thì mức giá lại càng rẻ. Bột sâm Triều Tiên, bột sâm của Hàn Quốc được sản xuất tại Nhật Bản. Và đây là cái thực phẩm chức năng dành cho nam giới rất là nổi tiếng và được người dân của Nhật người ta sử dụng rất là nhiều. Và em xin thông báo lại, mức giá bán lẻ một hộp là 750 ngàn. Và khi quý vị và các bạn lấy hai hộp thì em bán về tận tay với mức giá là 1 triệu tư. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái thực phẩm chức năng được chiết xuất từ vây cá mập rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và một hộp như thế này thì nó có khoảng 360 viên và mức giá người ta đang chào bán tại Nhật là khoảng hơn 3.000 yên một hộp. Và em xin thông báo là một hộp này thì em bán về tận tay với mức giá là 750 ngàn. 750 ngàn là quý vị và các bạn lấy một hộp. Và nếu như quý vị và các bạn lấy hai hộp thì em bán về tận tay với mức giá là 700 ngàn một hộp ạ. 750 ngàn là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và những cái thực phẩm chức năng được chiết xuất từ vây cá mập như thế này thì nó có rất nhiều chất để bổ sung cho cơ thể, đặc biệt là những khoáng chất mà cơ thể chúng ta hay bị thiếu. Và em nghĩ đây là một trong những cái thực phẩm chức năng nó rất là hữu dụng cho đời sống nhân dân của chúng ta. Và để cải thiện sức khỏe của quý vị và các bạn thì đây là một trong những cái thực phẩm chức năng nó có thể giúp quý vị và các bạn cải thiện sức khỏe. Và đây là cái thực phẩm DHA đã rất là nổi tiếng rồi, và có lẽ em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái thực phẩm này nữa. Và một hộp của nó có 180 viên. Và giá người ta đang chào bán tại Nhật là khoảng 3.280 yên một hộp. Và quý vị và các bạn muốn lấy cái loại 1.000 viên thì chúng em phải đặt trên hãng thì mới có. Và giá em bán về tận tay là khoảng 750 ngàn. 750 ngàn là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn. Vừa rồi thì em đã review qua một số những cái sản phẩm và em đã cố gắng là báo giá trực tiếp trong video để quý vị và các bạn có mức giá tham khảo. Và do thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc ở đây. Và trước khi kết thúc video thì em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có buổi tối thật là vui vẻ, bình an bên gia đình cùng người thân yêu. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.